Xin chào tất cả các bạn. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một cái tài khoản Gmail để phục vụ cho việc học tập online. Thì đầu tiên các bạn sẽ tìm cho mình cái trình duyệt Google Chrome. Nếu như mà không có thì các bạn sẽ vào CH Play để tải về. Rồi. Thì giả sử các bạn đã vào được cái trình duyệt Chrome này thì việc đầu tiên là các bạn sẽ nhìn vào cái nút ba chấm ở trên cùng bên tay phải, các bạn sẽ kích vào. Sau đó các bạn sẽ ấn vào chữ trang web cho máy tính. Đó. Thì sau khi ấn vào chữ trang web cho máy tính rồi, tiếp theo các bạn lại ấn lại cái nút ba chấm rồi chọn cho mình đó là thẻ ẩn danh mới. Thì làm được như vậy các bạn sẽ không phải thoát đăng nhập. Sau đó thì các bạn sẽ ấn vào tìm kiếm và gõ chữ Gmail đó đi đó. Thì lúc này các bạn nó có cái chữ đó là tạo tài khoản, thì các bạn thấy nó ở góc bên tay phải nó cũng có chữ tạo tài khoản, mà ở dưới nó cũng có chữ tạo tài khoản. Thì mình ấn ở dòng dưới đi, ấn dòng dưới dòng trên đều được bạn nhé. Các bạn sẽ nhập họ và tên, ví dụ mình họ Phạm Thanh đi. Các bạn nên nhập đầy đủ chính xác các bạn nhé. Rồi, Phạm Thanh Nga. Tên người dùng. Thì cái tên này các bạn nên để làm sao mà nó rõ ràng, dễ truyền tải cho người nhận được mail của các bạn. Mình sẽ đặt là Phạm Thanh Nga a@gmail.com. Đó. Còn nếu như mà tên của bạn nó phổ thông ấy thì bạn có thể thêm số ở đằng sau. Ví dụ như mình thêm là hôm nay ngày 1 tháng 9 chẳng hạn thì mình sẽ thêm là 119, hoặc các bạn có thể thêm ngày sinh cũng được. Đó, mật khẩu. À, tên này các bạn kích vào mật khẩu thì cái tên này của mình nó đã có người sử dụng rồi. Như vậy mình sẽ thay đổi một chút nữa. Ví dụ như là năm nay năm 21 chẳng hạn, mình thêm chữ 21 vào. Đó. Mật khẩu thì các bạn ở đây sẽ phải nhập làm sao đủ 8 ký tự, kết hợp cả chữ cái, chữ số và biểu tượng. Ví dụ như ở đây mình sẽ nhập là tôi yêu Việt Nam @119 chẳng hạn. Đó. Ở dưới này mình cũng viết như vậy. Tôi yêu Việt Nam 119, tức là xác nhận lại mật khẩu đấy. Đây. Đấy. Đây các bạn thấy này, mình viết chữ thiếu chữ a còng này. Đó. Sau khi xác nhận mật khẩu xong thì các bạn sẽ ấn chữ tiếp theo này. Đó. Và các bạn sẽ nhập số điện thoại vào. Tuy rằng là họ nói rằng là không bắt buộc. Rồi cái địa chỉ mail này không bắt buộc, cũng không bắt buộc này. Tuy nhiên để bảo mật cho cái mail này và lần sau họ cũng vẫn yêu cầu các bạn nhập số điện thoại á, thì các bạn nên nhập số điện thoại vào đây. Ví dụ 0949192818 chẳng hạn. Đó là số điện thoại của mình. Rồi ngày này, bạn sinh ngày bao nhiêu nhập vào. Ví dụ hôm nay là 11 này, tháng 9 này. Năm sinh thì các bạn nên để lớn hơn 18 tuổi. Nếu không nó sẽ giới hạn cái độ tuổi, rất là phức tạp. Giới tính, nữ. Đó, rồi ấn tiếp theo này. À, và ở đây họ đảm bảo rằng là cái số điện thoại này là của mình ấy, thì Google sẽ gửi cho mình một cái tin nhắn văn bản kèm mã xác minh gồm 6 chữ số. Thì mình sẽ ấn vào gửi cũng được, gửi luôn cũng được. Thì trước sau thì các bạn cũng sẽ phải gửi cái mã xác minh này mà. Đó. Chờ một chút thì nó đã gửi cái mã xác minh vào cho mình này. 0 này, 863 này. Đó.
rồi ấn xác minh. Như vậy là các bạn đã, rồi cuối cùng đó là ấn tôi đồng ý. Đó. Kéo xuống và các bạn ấn tôi đồng ý lần nữa. Rồi, mục thư đã xuất hiện. Như vậy là các bạn đã hoàn toàn tạo được cái mail của các bạn. Thì các bạn thấy này. Mình sẽ tắt cái này đi này. Mình sẽ ấn dấu cộng này. Tắt cái chế độ trang web cho máy tính rồi này. Thì bây giờ mình sẽ ấn chữ Gmail bình thường. Đó. Thì các bạn hoàn toàn có thể vào mail của mình được. À, thực tế ra thì trên Google nó có cái ứng dụng, đó là ứng dụng Gmail đây này. Các bạn hoàn toàn có thể đăng nhập vào cái Gmail này, đó, ấn vào chữ thêm tài khoản khác, vân vân. Rồi, như vậy là các bạn hoàn toàn có thể lập Gmail trên cái điện thoại của các bạn mà không cần phải dùng máy tính. Đặc biệt là những cái em học tiểu học thì các bậc phụ huynh học sinh nên tạo một cái tài khoản mail này cho con em của mình. Thì trong quá trình học online thì các thầy cô sẽ dễ dàng tạo hào lớp học online, rồi gửi tài liệu này, rồi làm bài trắc nghiệm. Rồi chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.